Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý thính giả và tiếp theo sau đây là phần tin thế giới. Đức Giáo Hoàng đến thăm Hồ Thiêng ở Canada. Hãng hàng không Lufthansa hủy bỏ hơn 1.000 chuyến bay vì cuộc đình công. Tổng thống Mexico bảo vệ chính sách tuyển mộ bác sĩ Cuba. Bắt 3 người để du khách Anh chết vì va chạm vào cánh quạt trực thăng ở Hy Lạp. Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị. Bản tin đầu cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Hồ Thiêng ở Canada. Ngài năm nay 85 tuổi đã cầu nguyện để giáo hội chọn việc bảo vệ sự thật thay vì bảo vệ thể chế khi đến thăm Lac Saint-Anne cách Edmonton, Canada khoảng 50 dặm về phía Tây, nơi một số thổ dân Canada bắt đầu biết đến Công giáo. Lac Saint-Anne là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất Bắc Mỹ. Mỗi năm kể từ cuối thế kỷ 19, hàng ngàn người hành hương Canada và Hoa Kỳ đã đến cầu nguyện và tắm để được chữa bệnh theo nghi thức của sắc tộc thổ dân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã được đưa đến một ngôi đền ngày thứ hai của cuộc hành trình mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là cuộc hành trình xin tội. Chuyến tông du Canada bắt đầu hôm thứ hai với lời xin lỗi sắc tộc thổ dân cộng đồng Musqueam ở phía nam Edmonton. Cuối thập niên 1800 đến thập niên 1990, thì chính phủ Canada đã đưa khoảng 150.000 trẻ em vào 139 trường dân cư của nhà thờ điều hành, cắt đứt họ khỏi gia đình, ngôn ngữ và nền văn hóa sắc tộc của riêng họ. Nhiều em đã bị lạm dụng thể chất và tình dục, và hàng ngàn em chết vì bệnh tật cũng như suy dinh dưỡng hoặc là bị bỏ rơi. Tại Lac Saint-Anne thì lãnh tụ Công giáo 1.3 tỷ tín đồ, tức là Đức Giáo Hoàng Francisco, đã tỏ ra mệt mỏi và yếu vì chứng đau đầu gối của Ngài. Thường xuyên Ngài phải sử dụng xe lăn trong những tháng gần đây. Chuyến hành hương của Đức Giáo Hoàng diễn ra vài tiếng đồng hồ sau khi Ngài được hàng chục ngàn người tiếp đón tại vận động trường Edmonton, là thủ phủ của Alberta, Canada. Tại đây thì Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho một tương lai mà lịch sử bạo lực và thiệt thòi đối với sắc tộc thổ dân sẽ không bao giờ được lặp lại. Bản tin thứ hai của tin thế giới, thưa quý vị, nói đến hãng hàng không Lufthansa đã hủy bỏ hơn 1.000 chuyến bay vì cuộc đình công của công nhân. Bản tin cho hay là hơn 1.000 chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa Đức hôm thứ Tư vừa qua đã bị hủy bỏ vì cuộc đình công kéo dài một ngày của nhân viên công ty dịch vụ mặt đất, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hành khách, đồng thời tạo ra khung cảnh hỗn loạn trong hoạt động du lịch tại châu Âu vào mùa hè. Khoảng 134.000 hành khách đã phải thay đổi kế hoạch du lịch hoặc là phải hủy bỏ. Các trung tâm của hãng hàng không Lufthansa ở các thành phố như là Frankfurt và Munich đã bị ảnh hưởng mạnh nhất và nhiều nhất. Và các chuyến bay cũng bị hủy bỏ ở các thành phố như Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hanover, Stuttgart và Cologne. Phát ngôn viên của hãng hàng không là Martin Lück đã chỉ trích người tham dự cuộc đình công làm thiệt hại lợi ích của hành khách đang trong mùa du lịch. Nghiệp đoàn công nhân trước đó đã thông báo về cuộc đình công khi tìm cách gây áp lực để đòi nhà điều hành hãng hàng không Lufthansa phải tăng lương cho khoảng 20.000 nhân viên cho tất cả những người làm trong các công ty hậu cần hoặc là về kỹ thuật cũng như vận chuyển hàng hóa của hãng hàng không. Vì tỷ lệ lạm phát tăng cao, các cuộc đình công đòi lương cao của nhân viên phi trường ở Pháp và phi công của hãng Scandinavian Airlines ở Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch cũng đã làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn trong hoạt động hàng không, khiến cho du khách bị kẹt lại, bị thất lạc hành lý hoặc là chờ đợi lâu để nhận lại hành lý ở các phi trường khắp châu Âu. Tổng thống của Mexico, láng giềng của Hoa Kỳ, bảo vệ chính sách tuyển mộ bác sĩ Cuba. Ông López Obrador là tổng thống Mexico hôm thứ Ba vừa qua đã khẳng định rằng Cuba là quốc gia có nhiều bác sĩ hơn các quốc gia khác trên thế giới, và đó là lý do khiến cho nước này quyết định tuyển mộ bác sĩ Cuba sang làm việc tại Mexico, một chính sách đang bị giới bảo thủ Mexico chỉ trích. Tại cuộc họp báo ở dinh tổng thống hôm thứ Ba thì ông Obrador đã tuyên bố như trên, cho rằng Mexico thiếu hụt bác sĩ trầm trọng, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa như là về nhi đồng, về ung thư, về thận. Theo ông, thì Mexico đang thiếu khoảng 8.000 bác sĩ và mỗi năm có đến 300.000 bác sĩ từ chối nhận nhiệm sở.
Và bản tin sau cùng về thế giới, thưa quý vị, đó là giới thẩm quyền đã bắt 3 người vì không tỉnh táo đủ, đã để cho du khách Anh chết khi va chạm vào cánh quạt của trực thăng ở nước Hy Lạp. Một người Anh tên là Jack Fenton, 22 tuổi, đã bị chết vì va phải cánh quạt phi cơ trực thăng đang quay sau khi hạ cánh xuống phi trường ở Hy Lạp. Viên phi công và hai thành viên của phi hành đoàn mặt đất đang bị cáo buộc cấu thả gây ra tai nạn. Theo cuộc điều tra của cảnh sát thì nhóm du khách người Anh từ thành phố Mykonos trở về đi trên chiếc phi cơ trực thăng hạ cánh xuống phi trường tư nhân ở Sparta để chuẩn bị lên ô tô đến phi trường Athens trước khi lên phi cơ riêng để trở về Anh Quốc. Sau khi chiếc phi cơ trực thăng hạ cánh thì Jack Fenton, 22 tuổi như nói ở phần đầu, là cư dân ở thành phố Kent của nước Anh, đã rủi ro va vào cánh quạt của chiếc phi cơ trực thăng lúc đó còn đang quay. Ủy ban tai nạn hàng không của Hy Lạp cho biết 4 hành khách, kể cả Fenton, theo dự tính sẽ được hộ tống để trở lại phòng khách riêng để chờ lên phi cơ về thành phố London. Nhưng khi họ đang ở trong phòng chờ thì nạn nhân lại ra ngoài và quay trở lại phi đạo, trong khi chiếc phi cơ trực thăng lao tới với tốc độ nhanh. Một số nhân chứng cho biết là nạn nhân đeo tai nghe điện thoại và tiến đến chiếc phi cơ trực thăng một cách nhanh chóng và không nghe tiếng hét thất thanh của những người ở mặt đất. Cuối cùng thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Thưa quý vị, tai mà đeo cái gọi là cái ống nghe đó thì cũng nguy hiểm lắm. Chúng ta phải để ý ngay cả khi lái xe vậy. Cho nên là nếu mà quý vị mà đeo hai cái bịt đưa vào tai cả, có thể bị cảnh sát thổi để phạt, thưa quý vị nhé. Mời quý vị trở lại một lần nữa sau phần thông tin thương mại để nghe tiếp những tin về Á Châu.